Thưa quý vị, vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm qua 16 tháng 10, một đoạn bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ sạt lở. Ba nhà dân bị đổ sập xuống sông, là một người tử vong do đất đá vùi lấp. Vào tối ngày hôm qua, ngày 16 tháng 10, trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho ba ngôi nhà của người dân bị sụp đổ hoàn toàn. Trong đó thì có một người dân bị thiệt mạng. Đến thời điểm này thì lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể của nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Hiện nay thì có hàng chục hộ dân sống trong khu vực này vẫn đang ở trong mối nguy hiểm, bởi vì từ nhiều ngày qua do mưa lớn nên nước sông Thạch Hãn vẫn đang còn dâng cao. Nguy cơ sạt lở thì vẫn đang chờ. Theo người dân tại địa phương, khoảng thời gian trên, khi đang ở trong nhà thì nghe hai tiếng đổ dầm rất lớn, ba ngôi nhà bị sụt xuống sông chỉ trong tích tắc. Tại bờ sông, điểm sạt lở kéo dài tạo thành một bờ dốc thẳng đứng, ăn sâu vào khu vực nhà người dân. Ngoài ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, những ngôi nhà xung quanh cũng có nguy cơ đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Ôi, quá khủng khiếp, nói thật với đồng chí, quá khủng khiếp, không thể mà gọi là hình dung ra được như thế này. Ở đây là một cái chỗ này là rất là nó rộng, mà tự nhiên mà nó úp xuống một cái, đồng chí thêm xem tài sản con người ra đi trong chốc lát, trong phút giây. Cả khu này là hầu hết là gia đình khó khăn, nước khó khăn, và cái mức hỗ trợ cho di dời này thì theo quy định thì được chỉ được 20 triệu, nên cả khu dân chưa có cái điều kiện để di dời lên khu tại định cư bằng đất thấp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương và tử vong, đồng thời tiếp tục bảo đảm an toàn khu vực xảy ra sạt lở. Các cấp các ngành thăm hỏi động viên và lo mai táng cho nạn nhân bị mất trong cái sạt lở này, và tiếp tục cử cái lực lượng trực gác 24/24 để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, và khẩn trương làm cái kế hoạch để di dời dân đến nơi cái ở mới. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở 10 triệu đồng một người và hộ có người bị thương 5 triệu đồng một người. Đối với các hộ dân đang nằm trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, tỉnh Quảng Trị sẽ kêu gọi huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ để di dời đến khu vực tái định cư an toàn ngay trong năm nay. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, nhất là tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, tập trung chăm lo, bảo đảm cuộc sống của người dân sau mưa lũ, không để người dân thiếu đói, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý tập trung khắc phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hại, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, các tuyến giao thông huyết mạch, góp phần ổn định đời sống cho người dân và chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới. Thưa quý vị, tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nước lũ bắt đầu rút tại một số nơi. Chính quyền địa phương và người dân đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh bùn đất trên nhiều tuyến đường, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, phòng trừ dịch bệnh. Huyện Lệ Thủy đã huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn huyện tập trung dọn dẹp vệ sinh trong nhà và trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế xã huyện cũng đã hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước, chuồng trại bằng các hóa chất bảo đảm vệ sinh sau lũ, tránh bùng phát dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tinh thần, lên phương án kế hoạch phòng chống cho đợt mưa lũ tiếp theo. Thưa quý vị, tại tỉnh Nghệ An, sau hơn 2 tuần xảy ra trận lũ quét sạt lở đất ở địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, nhiều hộ gia đình ở đây vẫn còn phải đi ở nhờ nhà họ hàng và bà con trong bản. Để giúp người dân có chỗ ở tạm thời trước khi có địa điểm tái định cư mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng làm nhà cho các hộ gia đình bị trôi nhà hoặc nhà bị di rời do sạt lở đất. Nhà mẹ vợ anh Thìn là bà Lô Thị Liên phải di rời khẩn cấp do sạt lở đất trong đợt lũ kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 2 tháng 10. Cùng với nhà bà Liên, 218 hộ dân khác trên địa bàn bản Hòa Sơn và xã Tà Cạ cũng không thể ở lại trong các ngôi nhà của mình. Nếu mà để gia đình tự làm thì có lẽ cái này cũng phải là 1-2 ngày, 2-3 ngày mới xong được. Bộ đội biên phòng đã tận tình giúp đỡ gia đình vận chuyển cổ lạt, cũng như dựng nhà
để gia đình được có chỗ ở. Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã làm 64 ngôi nhà bị ngập trên 1 mét nước, 265 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp. Đã 2 tuần nay, các hộ có nhà bị ngập hoặc sạt lở đất phải đi ở nhờ nhà người khác. Bộ đội biên phòng Nghệ An đã giúp người dân làm nhà tạm để ở trong lúc chờ tái định cư nơi ở mới. Khi nào người dân biên giới không hết công việc thì bộ đội biên phòng mới rút quân, và thời gian tới tiếp tục sẽ cùng bà con dừng lại các nhà và các cái nhà tạm để phục vụ trong sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho bà con ở khu vực biên giới. Cùng với giúp dân khắc phục hậu quả di rời khẩn cấp các ngôi nhà có nguy cơ sạt lở và ủng hộ lương thực thực phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã làm giúp 17 ngôi nhà tạm để người dân có chỗ ở trong khi chờ tái định cư nơi ở mới.